Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi và sân chơi giao lưu bổ ích lành mạnh cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Long phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh và huyện tổ chức hội thi tiếng hát giáo viên năm học 2022-2023. Hội thi diễn ra trong 2 ngày, có gần 70 tiết mục văn nghệ được cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quản lý, biểu diễn với các thể loại như đơn ca, song ca, tam ca, tớp ca và tớp ca múa. Nội dung các tiết mục văn nghệ chủ yếu ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước, ca ngợi tình cảm yêu thương gắn bó với mái trường, tình thầy trò, tình bạn thân thiết, lòng yêu nghề, yêu trường lớp của đội ngũ thầy cô giáo và các em học sinh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành giáo dục. Hội thi đã thu hút đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quản lý đến xem và nhiệt tình cổ vũ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức sẽ chọn ra những tiết mục tiêu biểu nhất để trao giải thưởng với cơ cấu nhất, nhì, ba và khuyến khích.